Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ đi hỏi giùm cậu. Người của chúng tôi đã lên đường chứ còn nửa tiếng nữa là tới rồi. Cậu quá đáng lắm nha. Thôi như vậy đi, sếp gọi điện thoại. Tôi sẽ kêu họ đứng chờ ngoài kho dữ liệu. Hồng Thiếu Thu, mau nói cho tôi biết, đây là ý của ai? Tôi. Là ý của tôi, không liên quan tới Diệp Hàm. Tôi biết ngay là cậu mà. Cậu cứ chờ đó. Nhìn cái gì mà nhìn? Biến đi. Sếp đừng có giận nữa mà. Hay là tôi rót nước cho sếp vậy? Nước có mà đây, tôi tự biết rót. Biến. Cô đứng đó làm cái gì nữa, mau biến đi. Anh sắp bị đuổi rồi. Còn lâu. Cảm ơn anh, nợ anh một lần. Bớt đi, giận không nổi đâu. Sau này tôi không ăn nói dễ nghe nữa. Alo, Bộ trưởng Trương. Là tôi. Đúng 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 đúng. À, mà người của tôi hôm nay có nhiệm vụ tới kho dữ liệu cuối. Tôi không quan tâm nữa. Cứ chạy đi. Báo cáo, khôi phục đã xong. Nhanh chóng kết nối, đưa lên màn hình. Rõ. Cứ theo thứ tự 567 của khu F. Hiểu rồi. Mọi người xem, đây chính là bộ phận bị xử lý. Hắn chạy đi kìa. Xem kỹ hơn. Khóa bí mật. Alo. Đội trưởng, điện thoại. Nói. Được. Vậy mau đem tất cả tư liệu liên quan về đây. Giang Nguyên. Ờ. Đưa bảo vệ đó về đây ngay trong đêm. Rõ. Đại Tân. Đi. Ừ. Cậu mới lại đoạn ghi hình lúc nãy đi. Dạ. Chỉ xong rồi hả? Đưa tôi. Phát hiện gì mới không? Ờ, tôi vừa mới coi bản khẩu cung đó, không có vấn đề, tôi đã ký tên rồi. Cho anh coi cái này để lấy tinh thần. Tương lai. Quay gì? Một khi đoạn phim phát hết thì anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu. Nếu như anh đã suy nghĩ kỹ thì hãy nói chúng tôi biết. Chúng tôi luôn luôn đợi anh. Thiếu Thu, tôi không ra được nữa phải không? Khó nói lắm. Nhưng mà chỉ với đoạn phim này thôi đã không có lợi cho anh rồi. Nếu chuyện này gây ra hậu quả nghiêm trọng
Có lẽ vậy. Là số trời, là số trời. Hòa Diện, bây giờ không ai giúp được anh, chỉ có anh mới tự cứu mình thôi. Tôi sẽ nói hết với mọi người. Thật ra người họ luôn tìm kiếm chính là tôi. Em muốn ăn gì? Ăn lẩu chua cay đi. Được. Món đó ngon lắm á. Alo, tôi nói cho cô nghe, đã nhiều năm rồi có đúng không? Cô muốn tôi làm gì cũng được. Tôi cũng đều làm cho cô đúng không? Nhưng mà tôi không làm chuyện này được. Tôi không dám làm. Anh Hòa Diện, anh không làm thì cũng phải có người khác làm. Thôi vậy đi, anh tiến cử người nào đó đi, Lưu Tử Ngạn hay Tưởng Văn Tỏa. Làm sao tôi dám tiến cử chứ? Hả? Sao tôi có thể tiến cử được? Trời, bây giờ bắt đầu làm người tốt rồi hả? Thôi như vậy đi, trong hai người đó anh chọn ra một người cho tôi hoàn thành nhiệm vụ giùm anh, để họ làm thay cho anh được không? Không được, không được, không thể. Tôi không làm được chuyện đó. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của anh đó. Tôi cầu xin cô mà, tôi không làm được chuyện đó. 5 4 3. Đừng có ép tôi. 2 1. Tưởng Nhân Tỏa. Trời, anh nham hiểm thật đó. Tưởng Văn Tỏa năm nay 60 tuổi rồi, nhà cũng nhiều chuyện rắc rối. Chết sớm để giải thoát, cùng lắm tôi sẽ chăm sóc cho người nhà của ông ấy. Anh Hòa Diện, công nhận anh suy nghĩ chu đáo thật đó. Nhưng bây giờ tôi lại có một câu hỏi nhỏ. Theo anh, tôi làm sao thông báo cho Tưởng Văn Tỏa? Anh thấy như vậy được không? Tôi gửi đoạn ghi âm cuộc gọi này cho ông nghe có được không? Cô, năm nay 60 rồi, nhà của ông nhiều chuyện rắc rối, giờ sớm sẽ giải thoát, cùng lắm tôi sẽ chăm sóc cho người nhà của ông ấy. Cô chơi tôi phải không? Hả? Anh Hòa Diễn ơi, anh Hòa Diễn, tại sao trước giờ anh vẫn cứ ngây thơ như vậy chứ? Nhưng mà bây giờ tôi nhắc nhở anh điều này, để vào nghề của chúng ta, muốn rút lui không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên anh, chỉ có 2 ngày, tôi đợi tin tốt của anh đó. Bye bye.
biết là tôi không thể nào tránh khỏi nhiệm vụ này. Phó chủ nhiệm, báo cáo lộ ba bình thường. Chủ nhiệm cung. Hân hạnh đón tiếp anh. Nè, đừng có kêu vậy, chủ nhiệm gì chứ. Anh khiêm tốn quá rồi, sớm muộn gì cũng bỏ chữ phó thôi mà. Ngoài gì? Sao lại ở đây? Anh tới đây để kiểm tra chút thôi. Không sao, em đi đi. Được. Chủ nhiệm cung, anh đi mau vậy. Alo, Hoài Diễn à? Hôm nay em tăng ca, tối nay không về ăn cơm với anh được rồi. Được. Được, tạm biệt.
Chủ nhiệm, tôi là Hoài Diễn. Là gì? Bộ phận của chúng ta sẽ có hoạt động tổng điều tra các bộ phận. Tôi dự định ngày mốt sẽ bắt đầu, có được không? Được. Chủ nhiệm yên tâm, tôi sẽ đích thân đi, bảo đảm là nhân lực đầy đủ để hoạt động tiến hành đồng bộ. Được. Làm phiền điền đầy đủ thông tin. Trời đất, chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng đích thân đi luôn hả? Nếu tôi không đích thân làm, mọi người có nghiêm túc hay không? Có lần nào chúng tôi làm sơ sài đâu, lần nào chúng tôi cũng làm chu đáo hết mà, phải không? Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau điền đi. Phó chủ nhiệm cung, mấy ngày nay thấy nhớ chúng tôi hả? Lại tới nữa. Nè, cầm lấy đi, mỗi người một tờ đó hả? Đây là bản có liên quan tới cấp quản lý, nhớ phải điền cho thật kỹ nha hả? Ôi trời ơi, phó chủ nhiệm cung, phận nhỏ như chúng tôi đâu có dám đưa yêu cầu cho cấp quản lý. Với trình độ như chúng tôi thì càng không thể đưa ra ý kiến gì hết. Được rồi, điền hay không tùy mọi người, tôi vẫn phải đưa cho mọi người thôi hả? Cứ như vậy đi. Phó chủ nhiệm cung, anh có ai nói kìa. Mấy công việc văn phòng chúng tôi luôn tích cực phối hợp. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm việc hết mình mà. Đừng nói nữa, tranh thủ điền đi, tranh thủ điền đi nha. Được, mọi người cứ làm việc đi. Dạ chào phó chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm. Đợi một chút. Nhớ điền chỗ bản điền nha. Điền chi tiết một chút. Điền xong thì đưa cho lãnh đạo của hai người nhá. Dạ được. Phó chủ nhiệm cung. Chào hai người. Họ bỏ một thiết bị nhỏ vào trong phong bì gửi cho tôi, muốn tôi khoảng 2 tiếng trước khi ra tay hành động để vào trong hộp giám sát ở ngoài phòng. Phó chủ nhiệm cung. Ủa, anh đang làm cái gì vậy? Tôi chỉ đang dán tờ biểu ngữ này thôi. Dán biểu ngữ mà phó chủ nhiệm cũng phải tự làm sao? Đều bận rồi nên tôi phải tự làm thôi. Tôi sẽ học tập phó chủ nhiệm. Ê, cậu Tuyên, hôm nay cậu trực sao? Phó chủ nhiệm, sao anh tới đây? Đây chính là bản điều tra. Có liên quan tới các cấp quản lý của chúng ta. Có kiến nghị, có ý kiến, cậu cứ việc điền vào đi. Cậu nhớ điền chi tiết nha. Dạ được, phó chủ nhiệm. Bản điều tra này... Bây giờ điền luôn có phải không? Không. Không cần phải gấp vậy đâu. Trong vòng 2 ngày nếu lúc nào rảnh thì lúc đó điền cũng được. Dạ được. Điền xong cứ giao cho tổ trưởng của cậu. Vậy phó chủ nhiệm còn dặn dò gì không vậy? Không còn gì nữa. Vậy tạm biệt phó chủ nhiệm nha. Được. Đúng rồi cậu Tuyên, có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Chị dâu cậu có thai rồi. Chị dâu tôi có thai rồi? Tôi chưa có nghe anh tôi nói nữa. Không phải chị dâu cậu, là vợ của tôi, là Phi Phi. Là chị ấy, chị ấy có thai rồi hả? Chị chúc mừng anh nha phó chủ nhiệm. Cảm ơn cậu. Gặp ai tôi cũng cho kẹo hết. Giờ tôi mời cậu ăn kẹo. Dạ phó chủ nhiệm, tôi không có ăn kẹo. Cậu thiệt tình, đó chỉ là một cục kẹo thôi, có gì đâu mà phải ngại chứ. Kẹo khác có thể không ăn, nhưng mà kẹo này thì phải ăn. Kẹo hỉ. Dạ hiểu, tôi ăn.
ngọt quá. Được rồi, coi như cậu đã nhận lễ rồi đó ha. Dạ. Có chuyện gì mà anh còn chuyện gì khác không vậy? Tôi không có chuyện gì hết. Cậu Tuyền, cậu tới đây được bao lâu rồi? Từ năm kia tới đây. Năm kia cũng gần 3 năm rồi. Dạ phải. Nhân viên lâu năm. Nếu cậu có điều gì đó không vừa lòng về bộ phận của chúng tôi, có kiến nghị hay là ý kiến gì hay, cứ nói cho tôi biết. Dạ không có chuyện đó. Không phải. Tôi nói thật với cậu, lớp nhân viên thấp như các cậu là đối tượng cần được quan tâm nhất. Cũng không giấu gì cậu, hiện giờ tôi là phó chủ nhiệm, cho nên tôi cũng cần có thành tích. Cậu Tuyền, tôi không có giống như bộ phận kỹ thuật, đúng không? Bọn họ có thành tích nghiên cứu ai cũng thấy được, nhưng mà còn tôi thì trái lại, nhìn không thấy sợ không được. Vậy phải làm sao? Cho nên những nhận xét đánh giá của cậu về chúng tôi ha, đó chính là thành tích lớn nhất. Với lại có rất nhiều người nói làm văn phòng thì rất dễ, đúng không? Bảo vệ mọi người và lãnh đạo. Phó chủ nhiệm. Sao vậy? Tôi đau bụng sao? Vậy cậu mau đi vệ sinh đi. Chúng tôi có kỷ luật. Ôi trời ơi, thiệt tình, kỷ luật là chết, còn người là sống mà. Vậy nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Cậu không tin tôi sao? Dạ tin. Cậu không tin camera luôn sao? Tin. Được rồi, tôi đứng ở đây trông chừng, còn nó thì quay lại. Cậu sợ cái gì, mau đi vệ sinh đi. Cậu Tuyên, cậu thấy sao? Đỡ hơn chút nào chưa? Dạ đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều vậy rồi. Vậy hả? Khi nào rảnh điền bản này giúp tôi nha. Dạ cảm ơn anh nha phó chủ nhiệm. Được rồi, không có gì. Dạ tạm biệt anh. Lúc đó tôi thấy rất sợ, nhưng mà sau đó một tuần tôi thấy không có ai tới làm phiền tôi thì tâm trạng bớt lo lắng hơn. Tôi hiểu ra có thể họ đã giở trò trong đoạn phim ghi hình. Ai giở trò trong đoạn ghi hình? Làm như thế nào? Thật ra cũng là tôi. Anh biết thiết bị gì không? Tôi cũng không rõ nữa, nên tôi cứ lo lắng không biết nó có tác dụng hay không. Vậy thiết bị đó bây giờ còn ở đó không? Có lẽ là vẫn còn, bởi vì sau đó tôi sợ quá cho nên là tôi chưa tới lấy lại. Mau tới hộp giám sát trên tường ngoài phòng 301, tìm một thiết bị không rõ ràng. Tìm được rồi, đến tới phòng kỹ thuật kiểm tra. Quay diễn à, tôi không muốn anh giấu chúng tôi bất kỳ điều gì hết. Tôi không có. Tôi xin thề. Anh có biết đã lấy trộm những dữ liệu gì không? Tôi không biết.
anh không biết. Thật tình tôi không biết, bởi vì tôi không hiểu. Tôi chỉ làm theo lời họ dặn. Tôi sao chép tất cả tập tin được mã khóa theo như yêu cầu của họ. Tìm kiếm sâu trong thiết bị đầu cuối của ổ cứng dữ liệu, chúng tôi tìm được lịch sử. Anh sao chép dữ liệu hôm đó? Chúng tôi đã cho người của 301 nhận dạng rồi. Đó là toàn bộ dữ liệu về kế hoạch và chế tạo của tàu Hải Long. Anh cũng đã lấy được toàn bộ dữ liệu. Vậy tại sao một tuần sau đó tiếp tục sắp xếp Tưởng Văn Tỏa đi trộm? Tôi thật sự không biết. Sau đó anh đã đưa cho ai? Tôi không đưa ai hết. Họ đưa tôi chìa khóa của tủ giữ đồ tại tầng hầm siêu thị ở trung tâm Kim Ưng. Tôi để đồ vô đó rồi đi ngay. Cho tới khi nào anh cảm thấy mình bị uy hiếp, bắt đầu bỏ chạy? Sau khi Lưu Tưởng Ngạn và Tưởng Văn Tỏa liên tiếp xảy ra chuyện, tôi cảm giác việc này có điều không ổn. Với lại, giống như các người đã nói, dữ liệu này vô cùng bí mật, rất nguy hiểm. Nhưng tôi đã lấy được, tại sao họ lại muốn Tưởng Văn Tỏa đi thêm lần nữa? Không hợp logic cho lắm. Cho nên chỉ có logic này là hợp lý thôi. Là gì? Họ bắt đầu giết người diệt khẩu. Thiếu Thu, tôi hỏi anh chuyện này có được không? Anh hỏi đi. Tôi không ra được nữa phải không? Là tôi tự làm tự chịu. Tôi có lỗi với Phi Phi, có lỗi với sự đào tạo của cơ quan đơn vị. Giảm án hay không không sao hết, không quan trọng. Nhưng mà tôi muốn nói với hai người là tôi chấp nhận nói ra hết những điều tôi biết và tôi hiểu. Tôi mong những điều này sẽ có ích, giảm nhẹ được cảm giác tội lỗi trong lòng tôi. Có vấn đề gì chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi anh. Hy vọng anh sẽ không giấu giếm chúng tôi điều gì. Sẽ không giấu. Mời vào. Tôi đã đưa người bảo vệ tên là Dương Thanh Tuyền tới. Cậu đem bản khẩu cung này đi hỏi cậu ta, có một chi tiết nào không khớp cậu ta đừng hòng đi. Hiểu rõ. Mẹ Tiêu Nhiễm, cô đưa anh ta đi vẽ hình của Lý Đình đi. Còn nữa, lấy đoạn phim với tầng hầm siêu thị ở trung tâm Kim Ưng về đây cho tôi. Ừ, tôi biết rồi. À, đúng rồi, còn một chuyện này nữa. Là chuyện gì? Ngày 2 tháng 6 tôi có đem một cái tủ lạnh đến cho Dương Lập Quốc ở phòng năng lượng. Một tủ lạnh? Có ý gì chứ? Lý Đình trước đó 2 ngày có gọi cho tôi, kêu tôi chiều ngày 2 tháng 6 bắt buộc phải giao tủ lạnh tới cho ông ta. 2 tháng 6? Đúng, là hôm Lưu Tử Ngạn đã nhảy lầu. Dương Lập Quốc đó, ông ta ở tòa nhà nào? Cùng tòa nhà với Lưu Tử Ngạn là tầng 7. Vậy Lý Đình đó có yêu cầu anh làm gì hay không? Không có. Đưa anh ta đi nghỉ ngơi đi. Nghĩ ra chuyện gì cứ việc nhắn cho tôi. Đi thôi. Giao tủ lạnh, không biết có ý gì. Tôi hiểu rồi. Dừng lại. Tìm đoạn phim của tầng trước, cần tìm mặt chính diện của người này. Rõ. Anh Thu, chỉ tìm được mặt nghiêng thôi. Phóng lớn, cải thiện độ rõ nét. Hiểu rõ. Chính xác, đúng là hắn, thường được gọi là anh Lưu. Đồng phục mà hắn mặc là đồng phục của công ty nào? Có lẽ là chuyển phát dung thông
Nói về công ty này, ngoài chuyện phát nhanh còn có trang thương mại điện tử riêng. À, cái tủ lạnh đó chính là sản phẩm mà công ty họ bán vào gần đây. Chuyển hàng cho người khác và có kinh bán hàng có gì khác biệt hay không? Thông thường mà nói thì nhân viên của công ty chuyển phát không có sự phân biệt khu vực rõ ràng, họ sẽ chạy khắp thành phố Cam Sơn. Nhưng nếu như họ có bán sản phẩm riêng thì không như vậy. Thường sẽ chính quy hơn, sẽ có nhân viên cố định phụ trách. Có công ty căn cứ theo vị trí địa lý, có công ty thì căn cứ. Giang Nguyên. Đệ Tư. Dạ. Anh, theo tôi tới công ty. Ê, anh đợi trời sáng rồi hẳn đi. Trời sáng rồi. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Không có thời gian đâu. Cần phải cho người đi kiểm tra tình hình bên 301 và Dương Lập Quốc. Tôi cho người đi. Gọi điện cho công ty Dung Thông, nói bộ phận nhân sự chuẩn bị trước tài liệu đi. Sau đó tiếp tục tìm manh mối kẻ đáng nghi ngờ này. Hiểu rõ. Chúng ta đi thôi. Chú ý an toàn đó. Cô tự lo cho bản thân mình đi. Đồ không biết điều. Anh Thu, tôi cũng thấy anh hơi không biết điều. Muốn ăn đòn hay sao vậy? Đi thôi. À, nè, khoan đã, tôi là cảnh sát. À, dạ được. Ngại quá, để đợi lâu. Ờ, dạ đây. Cảm ơn. Đây là hình vẽ và hình chụp, anh nhìn đi. À, những hình này độ phân giải mờ không rõ. Hình này mọi người vẽ lại có phải không? Tôi cũng không rõ nữa, hay là như vậy đi. Tài liệu đều ở đây, bây giờ hai người hãy đối chiếu trước đi, được không? Được. Anh Thu. Người tới rồi. Mời người đó vào đi. Nè, vào đi. Cứ tự nhiên, có gì gọi tôi nghe, tôi ở kế bên. Cảm ơn chú trưởng phòng băng. Mời ngồi. Anh chính là Dương Lập Quốc phải không? Đúng vậy, là tôi. Anh cứ thoải mái, không cần căng thẳng. Chúng tôi chỉ tới đây tìm hiểu tình hình mà thôi. Anh công tác ở phòng năng lượng, không biết đảm nhận chức vụ gì? Tôi là tổ trưởng tổ thu mua đó. Tổ thu mua, có phải là chuyên lo về hậu cần không? Phòng năng lượng có yêu cầu nguyên liệu khá đặc biệt, cho nên chúng tôi chỉ là bộ phận trực thuộc phòng năng lượng thôi. Còn quyền lợi thì ít hơn hậu cần nhiều lắm. Buổi chiều ngày 2 tháng 6 anh có nhận một tủ lạnh phải không? Một tủ lạnh hả? Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Là người khác tặng hay là anh tự mua? Một cái tủ lạnh có vấn đề hay không? Không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình thôi. Người khác tặng cho tôi. Là ai tặng? Là phó chủ nhiệm cung của phòng nghiên cứu tặng cho tôi. Cung ngoại diễn tặng tôi đó. Anh Thu, người đây. Không phải hắn. Nè, tôi nói thẳng nha, anh cứ tiếp tục kiểm tra ngày 2 tháng 6, người nào đem tủ lạnh tới trung tâm nghiên cứu 301 này là được rồi. Anh nhìn đi, tốn thời gian quá. Không phải không muốn giúp anh, mà do từ 1 tháng đến ngày 3 tháng 6 hệ thống quản lý của công ty chúng tôi gặp phải trục trặc, bị mất mấy đơn hàng, tổn thất đến mấy trăm ngàn lần đó. Chuyện này có thường hay xảy ra không? Thông thường mà nói, trong vòng 1
chắn là hắn. Mau phát hình này về, đi cung hội diễn xác nhận. Rõ. Cho tôi mượn máy phát của anh đi. À, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Anh đi theo tôi. À. Tôi mạo muội hỏi câu này, cấp bậc của ảnh cao hơn anh, tại sao ảnh lại tặng tủ lạnh cho anh? Cô nói câu này khiến người khác đau lòng đó nha. Cấp bậc của tôi thấp thì không thể giúp ai hả? Tôi không có ý như vậy, không có. Tuy rằng tôi ở trong tổ thu mua, nhưng mà tôi xuất thân cũng là một nhân viên kỹ thuật. Nếu không thì tôi cũng không ở lại phòng năng lượng đâu. Còn cung hoài diễn, anh ta là nhân viên hành chính, cấp bậc cao hơn tôi. Nhưng mà ảnh không kiêu căng, đối xử với chúng tôi rất là tốt, xem nhau như là bạn bè vậy đó. Vậy lần này ảnh đã nhờ anh giúp việc gì vậy? Ảnh đã nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi vẫn chưa giúp được gì. Nhờ anh giúp gì? Anh vẫn chưa giúp mà đã tặng tủ lạnh trước. Cô coi, giống như tôi đang gạt cô vậy đó. Chuyện là vậy, có một lần anh gặp tôi, nói nhờ tôi lấy danh nghĩa phòng năng lượng viết bản báo cáo tổng quan về quản lý cơ sở. Tôi vẫn chưa đồng ý với ảnh thì ảnh đã tặng cái tủ lạnh. Cô nghĩ thử coi, ảnh làm kiểu này tôi buộc phải giúp đỡ ảnh thôi. Chị viết một bản báo cáo mà đáng giá một cái tủ lạnh nhập khẩu sao? Viết bản báo cáo không dễ đâu. Cô nghĩ chỉ mấy chục chữ là xong báo cáo hả? Ảnh lấy báo cáo này làm luận văn, đánh giá chức vụ, phải trên 100.000 chữ lận đó. Một cái tủ lạnh coi như là rẻ quá rồi. Vậy sau đó ảnh có tìm anh không? Không có. Mới mấy ngày thôi mà, anh cũng phải cho tôi thời gian viết chứ. Ê, bộ cung hoài diễn đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Đừng đoán mò, không sao hết. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Được rồi, tôi hiểu. Anh ta đã xác nhận đúng là người này. Anh hãy giới thiệu sơ về người này. Dương Cường. À, để tôi nghĩ coi. Cũng có chút ấn tượng. À, là nhân viên cũ, làm ở đây 4-5 năm rồi. Tại sao bào tờ giấy của anh ta lại khác với người khác vậy chứ? Họ là như vậy. Công ty chúng tôi chia ra nhân viên thời vụ và nhân viên hợp đồng. Hai dạng nhân viên này sẽ không giống nhau về mặt quản lý và thu chi. Nhân viên giống như Dương Cường, có giấy màu xanh, đó là nhân viên thời vụ. Làm 4-5 năm vẫn là nhân viên thời vụ. Tại sao vậy? À, thông thường nhân viên làm trên 2 năm ở công ty này đều trở thành nhân viên hợp đồng. Nhưng mà không phải người nào cũng vậy. Có một số tình hình đặc biệt. Phải nói làm sao ta? À, có một số người khả năng nghiệp vụ của họ không được tốt, nhưng mà công ty thấy người đó đã làm được một thời gian, cho nên công ty chúng tôi nghĩ đến tình nghĩa, vì vậy không đẩu đuổi họ. Nhưng cũng có người lại tự nguyện, giống như Dương Cường vậy. Cậu ta thuộc về người tự nguyện. Tại sao chứ? Bởi vì khi làm nhân viên thời vụ, thời gian không có bị trói buộc. Làm thời vụ thì trong mỗi tháng chỉ cần người đó hoàn thành lượng công việc cơ bản là được rồi. À, dù sao thì cũng căn cứ theo lượng công việc trả lương, cho nên tương đối tự do. Anh Dương Cường này tính tình như thế nào? Tôi không có tiếp xúc nhiều, nhưng tôi nghe người khác nói cậu ta nói chung là không tệ. Tính tình thì tương đối trầm lặng, không thích nói nhiều. Nghe nói khi cậu ấy ngồi im một mình, ánh mắt của cậu ấy hơi đáng sợ. Cậu ấy không thích ai làm chung hết, nên bình thường công việc của cậu ấy đa số là do một mình cậu ấy hoàn thành. Khả năng nghiệp vụ của cậu ấy rất là tốt, một mình cậu ấy làm việc có khi còn hiệu quả hơn cả 2-3 người cộng lại nữa. Nói chung là mấy năm nay tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ phàn nàn gì về cậu ấy hết á. Ở công ty có tài liệu nào chi tiết hơn về Dương Cường hay không? Ví dụ như giấy tờ, photo đại loại như vậy, có không? Chắc chắn là có, để tôi lấy cho anh coi. Được. À, còn những tài liệu ở đây, hôm nay chúng tôi sẽ đem về hết. À, chuyện chúng tôi tới tìm anh đừng cho bất kỳ người nào biết. Được. Còn nữa, à, từ hôm nay trở về sau, nếu như Dương Cường tới công ty để làm việc, anh nhớ gọi điện báo cho chúng tôi liền. Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Dạ, không có gì. Trùng hợp vậy, kết thúc cùng lúc. Đúng vậy. Vậy thì nói tình hình bên khu trước đi. Cung hoài diễn đã khai sự thật. Theo tôi quan sát, anh nhân viên tên Dương Lập Quốc chỉ là một nhân viên bình thường, không biết gì hết. Có thể loại bỏ nghi ngờ. Được, tôi biết rồi. Tình hình bên anh ra sao? Tìm được hồ sơ của hắn. Ở đây, hắn là Dương Cường. Tôi đã cho Giang Nguyên nhận người đến địa chỉ đăng ký lục soát rồi.
Tôi và Đại Tần cũng tới đó. Vậy tôi cũng tới. Cô tới? Cô tới đó làm gì chứ? Tôi tới canh chừng anh không được sao? Alo. Đội trưởng Hàm, có chuyện gì vậy? Nhìn chị rất vui. Không có, lên xe đi. Anh Thu, tôi đã tới vườn hoa gần tòa nhà. Ở đó chờ lệnh, tôi sẽ tới ngay. Đã hiểu.看不了。